Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một cảnh sát giao thông ở Khánh Hòa đã hy sinh khi bị nam thanh niên đi xe máy tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ. Theo đó, thì vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 27 tháng 5, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa gồm có 3 cán bộ chiến sĩ đến km 1413+300 trên quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để kiểm soát giao thông. Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy với dấu hiệu vi phạm tốc độ, Trung tá Phan Trần Anh Phương chuẩn bị ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển không làm chủ tốc độ, lách tránh một xe chạy cùng chiều phía trước nên xe máy của đối tượng chuyển hướng tông trực diện vào Trung tá Phương. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do chấn thương sọ não và dập lồng ngực nên đến chiều cùng ngày Trung tá Phương đã chút hơi thở cuối cùng. Vào sáng ngày 28 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất đối với Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, trong quá trình lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155, khi đến cầu bê tông, xe tải thùng kín mang biển kiểm soát của tỉnh Sơn La bất ngờ mất điều khiển và lao xuống vực làm 3 người trên xe bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 khi xe ô tô tải chở hàng biển kiểm soát 26C08554 lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Sát thì bất ngờ lật qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50m. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, 3 người trên xe bị thương. Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 100 bánh heroin. Vào chiều ngày 23 tháng 5 tại km số 5 quốc lộ 15 thuộc thôn A Đen, xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng gồm có 2 nam 3 nữ, thu giữ 100 bánh heroin và một ô tô. Hiện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo các đơn vị mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Một nhóm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ ở khu phố 11, phường An Bình vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Bình, thành phố Biên Hòa bắt quả tang. Kiểm tra tại phòng số 107 của nhà nghỉ Ngọc Đức Phát, tổ công tác phát hiện Phùng Xuân Tài, Phạm Tấn Nghĩa và Võ Nam Anh Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 14 túi ni lông chứa ma túy đá, một dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện test nhanh, 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Vào ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ, sinh năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt là hơn 300 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ tự đánh bóng mình thành một nữ đại gia, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, việc kinh doanh cây xăng, kinh doanh ngoại tệ, thành lập ngân hàng để kêu gọi hai nữ doanh nhân tại TP.HCM góp vốn với số tiền lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng tiền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Đến tháng 4 năm 2021, Nghệ không còn khả năng chi trả và đến ngày 23 tháng 6 năm 2021, Nghệ bị bắt giữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.